cơm đã nấu rồi là đủ ký. Các bạn sử dụng chả lụa, hiện nay chúng ta có 80g. Các bạn lấy 80g, các bạn cắt hạt lựu. Lạp xưởng các bạn chẻ cắt đôi rồi chẻ tương, sau đó cắt hạt lựu. Các bạn lấy một cái trứng gà, các bạn đập vô cái trứng, cái cơm đó và các bạn trộn đều lên. Các bạn cho vào 1/3 một cà phê muối. Các bạn chỉnh lại trong công thức là nửa một cà phê đường thôi. Nhóm miền Bắc có thể không cần cho đường ở đây. Các bạn chỉnh lại công thức nha, một cà phê hạt nêm thôi. Và nguyên liệu cuối cùng của món cơm là phần tôm á. Tôm các bạn đem về chúng ta bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi và chúng ta cắt hạt lựu. Cà rốt, đậu hoàng lan, rau củ với lại bắp thì các bạn sẽ luộc sơ qua. Bây giờ các bạn sẽ lấy phần cà hột đó, các bạn múc khoảng chừng một muỗng canh. Một muỗng canh cà chua hột, các bạn trộn chung vô trong cái cơm luôn. Dầu điều, các bạn cũng cho khoảng một muỗng canh dầu điều, các bạn trộn chung vô luôn. Hành lá các bạn sẽ sử dụng khoảng 2 nhánh hành lá. Rồi bây giờ các bạn cắt hành lá xong thì chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Mình cho tỏi vào phi vàng. Lượng tỏi cho vào khoảng 1 muỗng canh đầy tỏi băm. Các bạn sẽ cho tôm vào xào chín cái phần tôm. Khi mà tôm đã vàng chín rồi các bạn cho lạp xưởng vô đảo chung luôn. Các bạn sẽ cho chả lụa vào. Đừng có đảo lo chả lụa rồi cho cơm vào. Cuối cùng chúng ta cho rau củ vào đảo chung. Tuy nhiên nhóm 6 là cái nhóm mà tôi cũng rất thích ngày hôm nay. Vì lý do là các bạn làm theo phong cách của các bạn. Và nhóm 6 có một cái vị khá là đặc biệt. Nếu mà nhóm nào nhận ra sẽ thấy cái vị nó khác với các bạn. Vì lý do cuối cùng các bạn là thói quen rồi, các bạn không thể bỏ được. Các bạn có nói với tôi lúc nãy và tôi nói là các bạn cứ cho vào nếu bạn cảm thấy thích. Là bao giờ các bạn làm cơm chiên xong các bạn cũng cho chút nước mắm vào. Cho nên là các bạn ăn, tất cả các nhóm các bạn ăn, các bạn sẽ thấy cái vị của nhóm 6 nó hơi khác một chút và cái vị nó cũng khá là đặc biệt. Khi ăn và tôi cảm thấy nó đặc biệt hợp á. Và cái thứ hai nữa các bạn cũng có một cái góp ý như thế này mà tôi cũng thấy nó rất hay và có thể sẽ điều chỉnh được công thức của mình. Đó là các bạn nói rằng là thường là các món hải sản ở miền Bắc bao giờ người ta cũng cho hành tây vào. Cho nên đối với cái món cơm chiên này chúng ta có thể cắt hạt lựu hành tây và chúng ta cho thêm một ít hành tây vào cơm chiên, cơm chiên của chúng ta sẽ càng ngon hơn. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta hoan hô, chúng ta dọn đàn pháo tay cho nhóm 6 là các bạn phải làm rất là tốt cũng như là có cái sáng tạo thêm cho các món ăn của mình. Phần lớn vì chúng ta là đều người miền Nam cho nên cái vị của mình quen cái vị của cái nhóm 1 nhiều hơn. Và cảm ơn các bạn là cái món cơm chiên ngày hôm nay các bạn làm rất là thành công. Hầu như tất cả các bạn đều